Ngày 16 tháng 11, Ủy ban Nhân dân xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết đang phối hợp với đơn vị chủ rừng, công an, kiểm lâm để điều tra xác minh làm rõ vụ săn gạt rừng quy mô lớn trên địa bàn. Trước đó, qua tuần tra, cơ quan chức năng phát hiện tại khoảnh 3 tiểu khu 644 Lâm Phần thuộc địa phận xã Ninh Gia do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý có hiện tượng săn gạt trái phép đất rừng. Ghi nhận hiện trường cho thấy có 5 vị trí đã bị san gạt, đào xới tạo ta luy cao trung bình từ 3 đến 10 mét với tổng diện tích hơn 9.000 m². Ngoài ra, một lượng lớn đá non cũng bị khai thác tập kết ngay tại đây. Công an tỉnh Lâm Đồng, Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh và Ủy ban Nhân dân xã Ninh Gia đã tiến hành đo đạc xác định diện tích rừng bị tác động xâm lấn. Qua xác minh, ông Đỗ Thành Nhân, sinh năm 1970, trú phường 2 thành phố Đà Lạt, cho biết toàn bộ diện tích bị tác động là do ông thực hiện san gạt từ ngày 5 tháng 11, đến nay thì bị phát hiện.